Vâng, chúc mừng năm mới nhá. Chúc toàn thể các anh chị một năm mới sức khỏe, vạn sự như ý. Một năm 2020, năm Canh Tý, với nhiều thành công, nhiều thắng lợi mới. Ngày hôm nay thì hòa chung không khí đón Tết của cả nước thì vợ chồng chúng em cũng có đón một cái Tết cũng vui vẻ, sum vầy bên gia đình. Và các anh chị ơi, còn chần chờ gì nữa, chúng ta hãy gửi cho nhau những lời yêu thương, những lời chúc sức khỏe, những lời chúc tốt đẹp. Vâng ạ, một năm qua thì cũng gia đình chúng em và kênh Hoa Lan của chúng em được rất nhiều anh chị em, bạn bè khắp cả nước ủng hộ. Và nhân dịp năm mới xuân về thì vợ chồng chúng em chẳng biết nói gì hơn. Một lần nữa thì xin được cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể khách hàng, toàn thể anh chị em đã luôn quan tâm và ủng hộ tới kênh Hoa Lan Vườn Lan Trung Mã Cao Bằng. Và các anh chị đừng quên đăng ký kênh em thêm nữa nhé, ủng hộ em thêm nhiều nhiều nữa để trong năm 2020 chúng em sẽ có những bước đi và những công việc và tạo những cái gọi là cái niềm tin mới để chúng em tạo ra những cái sản phẩm và làm những sản phẩm nó đẹp đẽ hơn. Thì năm mới cũng đến rồi. Em thì cũng không biết nói gì hơn. Xin được cảm ơn toàn thể khách hàng đã luôn quan tâm và ủng hộ chúng em. Và các anh chị đừng quên kênh Hoa Lan Vườn Lan Trung Mã Cao Bằng nhé. Em ở tại thành phố Cao Bằng. Và xin được chúc toàn thể các anh chị một năm mới sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Hẹn gặp lại toàn thể các anh chị vào những video tới đây thôi. Chúng em sẽ có những video lên ngay để cùng giao lưu với các anh chị em nhân dịp Tết đến xuân về nhé. Xin chào tất cả các ba anh chị nhé.